mì vịt tiền mà em con. Đúng rồi, đó là mì vịt tiền. Tôm nãy là 70. Dạ. Vịt xá xíu là 45. Dạ. Vịt quành xá xíu là
48. Dạ, yeah, yeah, nói chung là giá tôi từ khoảng 45 tới 105. Dạ, đúng rồi. Đây là cái nồi súp của quán Quảng Hư Viên này các bạn. À, đây là người Hoàng Thắng. Đây là những gia vị chung. Gia vị cô ấy. Cô Văn Châu hỏi là ở đây mình chỉ bán món của người gốc Hoa, người Quảng Đông thôi phải không ạ? Rồi. 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 Cảm ơn cô Văn nhiều ạ. Tại vì là toàn cảnh quán ăn nhỏ Quảng Hê Viên của cô Văn đã ba đời rồi. 70 năm rồi nha các bạn. Khách bà này ăn xong rồi đang tính tiền. Và bạn trong và khách cũng đang ăn các bạn. Bàn phía trong nữa là khách cũng đang ăn. Đây là cái bánh bao và xá xíu. Một dĩa như vậy là bao nhiêu tiền em? 30.000. 30.000 là 5 cái hả? 25.000. 25.000 là 5 cái. Đây, xa xíu của quán Quảng Hê Viên. Các bạn sẽ thấy mở cửa từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm hàng ngày nha các bạn. Đây cô Vân đang làm mì vịt tiềm cho khách. Hai tô mì bị tìm một khách vừa gọi nha các bạn. Hai tô mì bị tìm theo phong cách của người Quảng Đông. Nguyên cái đùi bị tìm rất là to. Rồi, rồi cô Vân sẽ mang lại cho khách. Đây là xá xíu và bánh bao của người Quảng Đông. Đây cô Văn đang làm món cho khách.
xưa. Và cái phong cách trang trí vẽ hình trên kiến này rất là quen thuộc. Đó, các bạn thì thấy một cái tủ nhỏ thôi để gia vị và bếp tất cả các gia vị, nhưng mà rất là sạch sẽ, rất là ngăn nắp. Và kèm theo những cái món đó thì sẽ có há cảo nè, bánh bao nè, xá xíu, là những đặc sản của người Quảng Đông. Nhìn từ bên trong quán cô Vân, đang ăn đây là khách đang ăn mì vịt tiềm và mì hải sản mình thánh tại quán đó, cô Vân quản nhân viên. Con chào hai cô. Cô ơi, cho con hỏi là cô ăn ở quán cô Vân lâu chưa ạ? À? Bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng phải 10 năm hơn. 10 năm hơn à? Cô thích nhất là ở đây là cái món gì ạ? À? Nói chung là món nào cũng thấy ngon cả. Món nào cũng ngon à? Cô ơi, cô cô ở gần đây không cô? À, cô ở Bình Thạnh. Cô Bình Thạnh rồi, chạy đến đây ăn à? Dạ. Cho con hỏi là cô thấy cái giá ở đây thế nào, có hợp lý không ạ? Nói chung là đối với lại cái mặt bằng ở trên sinh hoạt ở tại Sài Gòn thì giá cả đều rồi. Dạ dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều ạ. Cái mì vàng này mình hay sử dụng cho mì của quán mình là gọi là mì gì cô? À, cái này mình gọi là mì vắt. Mì vắt, mì trứng vàng. Mì tươi á. Dạ. Cái này là mì hoành nè, mì hoành thánh hải sản, hầm cẩm. Bỏ này mì xá xíu không? À, đây là mì xá xíu bao nhiêu tô cô? Dạ 45. Còn mì thập cẩm. Mì hoành thánh thập cẩm là 63. Dạ.